đồng sở duyên hay đăng ký tâm tada lambana phần lớn nếu tốc hành tâm là một tốc hành tâm dục giới kama ravana một chúng sinh quải dục và một cảnh dục thì tâm đăng ký khởi lên cảnh dục có nghĩa là các tâm tâm sở dục giới kama chita chetashika và hai mươi tám loại sắc pháp gọi là các pháp dục giới kama rama đối với các chúng sinh dục giới tâm đăng ký có thể khởi lên sau tốc hành tâm dục giới trong tiến trình tốc hành tâm ý môn dục giới kama vachara manovarika javana viti lấy pháp dục giới tức tâm tâm sở dục giới làm đối tượng vì hai mươi tám sắc pháp cũng gọi là pháp dục giới nên tâm đăng ký có thể khởi lên sau tốc hành tâm dục giới của tiến trình tâm lấy 28 sắc pháp làm đối tượng. Tuy nhiên, chỉ khi cảnh là cảnh cực tốt trong lộ ngũ môn hoặc chỉ khi là cảnh rõ vi phu ta trong tiến trình ý môn thì tâm đăng ký mới có thể khởi lên cho nên nói phần lớn là vậy. Theo cách định nghĩa này, hãy lưu ý rằng lộ trình tâm lấy khái niệm làm đối tượng tâm đăng ký không khởi lên sau tốc hành tâm hơn nữa điều này được đề cập trong chú giải của bộ phân tích samuha vinodani rằng sau tốc hành tâm minh sát tâm đăng ký không sanh khởi tuy nhiên bộ luận cũng đề cập rằng sau tốc hành tâm minh sát yếu taruna đôi khi tâm đăng ký có thể sanh khởi. Hơn nữa, sau tốc hành tâm đại thiện, maha kusala javana, tâm đăng ký đại quả, maha vibaka tadalamana có thể sanh hoặc là thọ hỷ hay thọ xả tùy theo tốc hành tâm đại thiện tương ứng. Tương tự, tâm đăng ký suy đạt hay suy xét du nhân, ahetuka santi rana tadalambana cũng có thể khởi lên tùy theo sau tốc hành tâm bất thiện tâm đăng ký đại quả hay tâm đăng ký suy đạt hay suy xét vô nhân cũng có thể khởi lên tùy theo trong tập sách này chỉ trình bày một loại hành giả sẽ hiểu được những phần còn lại khi phân biệt theo quy luật chung thì sau tốc hành tâm hỷ thọ Soma Nasa thì đăng ký tâm hỷ thọ khởi sanh và sau tốc hành tâm thọ xả hay tốc hành tâm thọ ưu thì đăng ký tâm thọ xả sanh khởi. Tám loại tâm đại quả Mahavibhaka Chitta và ba suy đạt hay suy xét tâm tổng cộng là 11 loại tâm có thể thực hiện nhiệm vụ đăng ký tâm dũng tiếp tục thâu nhận và bắt lấy đối tượng mà tốc hành tâm bắt ở đây, tập sách này với ý định đặc biệt cho hàng phàm tam nhân. Tihetuka Futurana Nên một bản biểu về đồng sở duyên hay đăng ký tâm khởi lên sau tốc hành tâm sẽ được trình bày dưới đây. Đối với bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Ana Hàm, phương pháp cũng tương tự nhưng bỏ những phiền não mà họ đã diệt trừ ra tâm đăng ký tada lambana cho người phàm tam nhân trường hợp một sau một trong tám tốc hành đại thiện tâm mahakusala javana thì một trong mười một loại tâm đăng ký có thể khởi lên trường hợp hai sau một trong tám tốc hành căng tham lofamula javana thì một trong mười một loại tâm đăng ký có thể khởi lên. Trường hợp 3 Sau một trong hai tốc hành tâm căng sân Dosamula Ravana thì một trong sáu loại tâm đăng ký thọ xã có thể khởi lên. Trường hợp 4 Sau một trong hai tốc hành tâm căng si Mohamula Ravana thì một trong 11 loại tâm đăng ký có thể khởi lên quả như vậy nhưng tốc hành tâm thay đổi thứ nhất cảnh thực tính tốt saphava itha ramana hay cảnh thực tính cực tốt saphava ati itha ramana được thấy là nhờ nghiệp thiện kusala kamma đời trước khi cảnh thực tính tốt trung bình itha Masrahata được thấy các tâm tiến trình vithichitta ngoại trừ hướng tâm và tốc hành tâm đều là tâm đại quả và tâm thiện vô nhân đối với tốc hành tâm thì nếu là như lý tác ý thì tốc hành tâm thiện khởi lên còn nếu là phi như lý tác ý thì tốc hành tâm bất thiện khởi lên thứ hai khi cảnh thực tính cực tốt như được nhìn thấy đức phật chỉ năm loại tâm đăng ký thọ hỷ có thể khởi lên, đối với tốc hành tâm nếu có như lý tác ý thì tốc hành tâm thiện khởi lên, còn nếu phi như lý tác ý thì tốc hành tâm bất thiện có thể khởi lên. Thứ ba, cảnh thực tính bất mỹ nghĩa là xấu, được thấy là do nghiệp bất thiện đời trước. Khi thấy những cảnh thực tính xấu nếu có như lý tác ý thì tốc hành tâm thiện khởi lên còn nếu không như lý tác ý thời vì tốc hành bất thiện khởi lên trong lộ ngũ môn như tâm lộ nhãn môn chẳng hạn ngũ thức nhãn thức tiếp thọ suy đạt hay suy xét và tâm đăng ký và trong tâm lộ ý môn tâm đăng ký đều là tâm quả bất thiện vô nhân lưu ý rằng theo cách định nghĩa này thì chỉ loại tâm đăng ký suy đạt hay suy xét thọ xả quả bất thiện khởi lên đối với cảnh xấu. Bản biểu trên được trình bày theo những quy luật chung. Do đó, tâm đăng ký thọ hỷ khởi lên tiếp theo tốc hành tâm thọ hỷ. Tâm đăng ký thọ xả khởi lên tiếp theo tốc hành tâm thọ xả và tâm đăng ký thọ xả khởi lên tiếp theo sau tốc hành tâm thọ ưu thường thường được đề cập đối với tâm hữu phần của một chúng sinh mà kiết sanh thức của họ có thọ hỷ đi kèm thì hữu phần ấy cũng là thọ hỷ nói chung thọ của hữu phần cùng một loại với thọ của kiết sanh thức trong thời bình nhật của chúng sinh có tâm tục sinh thọ hỷ ấy khi tóc hành tâm sân dosa ravana khởi lên và theo sau tốc hành tâm sân này, nếu tâm đăng ký không khởi lên vì một lý do nào đó, thì thông thường theo sau tốc hành tâm sân, hữu phần sẽ khởi lên. Nếu hữu phần khởi lên thì do tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong một kiếp sống là cùng một loại, nên hữu phần thọ hỷ sẽ khởi lên vì kiếp sanh của người ấy được đi kèm bởi thọ hỷ vậy. Tuy nhiên, hữu phần đó tất nhiên không thích hợp với tốc hành tâm sân. Trong trường hợp rắc rối như vậy, một trong hai loại tâm suy đạt hay suy xét liên hợp thọ xã, Ubekha Sahagata Santirana Chitta. Nếu đó là cảnh xấu, thì tâm quả bất thiện. Nếu là cảnh tốt, thì tâm suy xét, suy đạt thọ xả quả thiện khởi lên. Thực hiện nhiệm vụ Agantuka Favanga Nghĩa là hữu phần khách Để nối tốc hành tâm sân Và tâm hữu phần thọ hỷ Hữu phần khách Agantuka Favanga Những tâm hữu phần khởi lên Tiếp ngay sau tâm tục sinh Bati Shanti Về bản chất giống như tâm tục sinh Nghĩa là Những tâm hữu phần đó là hữu phần hiện diện trong thân vì thân cũng đã bắt đầu khởi lên chính vì vậy mà những hữu phần đó được gọi là hữu phần chủ avashika phavanga vì tâm suy đạt hay suy xét thọ xã đôi khi khởi lên trong trường hợp rắc rối như thí dụ kể trên nên hữu phần trong trường hợp này được gọi là hữu phần khách và vì hữu phần khách không bắt cùng đối tượng như tốc hành tâm, nên nó không được gọi là tâm đăng ký. Và vì nó cũng không thể bắt cùng đối tượng như hữu phần chủ Mula Avashika phavanga. Nó chỉ lấy cảnh dục của thường nghiệp trong kiếp trước làm đối tượng. Nếu cảnh thường nghiệp đó là cảnh tốt, thì tâm suy đạt hay suy xét thọ xả quả thiện khởi lên. Và nếu cảnh là không tốt, thì tâm suy đạt hay suy xé thọ xã quả bất thiện khởi lên Trường hợp 1 một, một người với kiết sanh thọ hỷ Và chấp theo tà kiến Nêu tóc hành tâm sân khởi lên Khi lấy những cảnh cực lớn Atima hantaram mana Hay cảnh rõ Viputaram mana Được xem là cực tốt Ati itha như Đức Phật chẳng hạn. Nghĩa là như một người ngoại giáo nhìn thấy Đức Thế Tùng, anh ta đón nhận hình ảnh cao quý khả kính ấy bằng tâm quả thiện. Nhưng động lực lại là tâm sân chẳng hạn. Và đối với người có tâm tục sinh thọ hỷ, nếu tốt hành tâm sân khởi lên như sợ hãi khi gặp cảnh cực lớn hay cảnh rõ được xem là cực tốt, như thấy những nàng thiên nữ chẳng hạn thì tiếp sau tốc hành tâm sân ấy tâm đăng ký không thể sanh khởi trong trường hợp cảnh cực tốt và nếu tâm đăng ký sanh khởi thì điều tự nhiên là chỉ có tâm đăng ký thọ hỷ sanh khởi tâm đăng ký thọ hỷ đó không phải khởi lên tiếp sau tốc hành tâm sân trường hợp hai lấy một cảnh dục làm đối tượng mà cảnh đó là lớn hay cảnh không rõ avyutaramana và nếu tóc hành tâm sân khởi lên trong tiến trình tương tục của một người với kiết sanh thọ hỉ thì tiếp theo sau tóc hành tâm sân đó tâm đăng ký không khởi lên tâm đăng ký chỉ có thể khởi lên nếu đó là cảnh cực lớn trong ngũ môn và cảnh rõ trong ý môn Trường hợp 3 Một người với kiết sanh thọ hỷ Nếu sau khi chứng thiền Johanna và thiền đó Bị hoại Thì khi tốc hành tâm sân khởi lên Lấy tâm thiền đáo đại Mahagatta Johanna Dùng đã bị hoại ý Làm đối tượng nghĩ rằng Pháp thượng nhân của ta Đã tan dở Vì lẽ đối tượng Là tâm đáo đại Thì tâm đăng ký phải không thể sanh khởi. Trường hợp 4 Một người với tâm tục sinh hay kiết sinh thọ hỷ, nếu tóc hành tâm sân khởi lên khi lấy một đối tượng khái niệm làm đối tượng, tất nhiên tâm đăng ký không thể sanh khởi khi đã lấy khái niệm làm đối tượng, vì đối tượng không thuộc cảnh dục. Trong những Ravana Vara mà tâm đăng ký không thể khởi lên như vậy, tâm chủ hữu phần thọ hỷ. Sumanasa Mula Phavanga Dũng giống như tâm tục sinh cũng không thể khởi lên tiếp theo sau tốc hành tâm sân. Trong một trường hợp khó xử như vậy, vì tâm đăng ký không khởi mà tâm hữu phần cũng không thể sanh. Thời tâm suy đạt hay suy xét thọ xã sẽ khởi, làm nhiệm vụ hữu phần khách để nối giữa tốc hành tâm sân và tâm chủ hữu phần thọ hỷ. Để quý vị có thể hiểu rõ tâm đăng ký đúng theo lời dạy trên. Một bản phân loại về nhóm thiện tâm lộ ý môn thuần túy hàng cảnh pháp sẽ được trình bày lại. Dựa trên bản này nên hiểu rằng phương pháp giống như các phương pháp trong bản còn lại. Đừng quên những quy luật chung chính yếu rằng tiếp theo tốc hành tâm thọ hỷ, tâm đăng ký thọ hỷ khởi lên. Và tiếp theo tốc hành tâm thọ xã, tâm đăng ký thọ xã khởi lên. Tuy nhiên, theo quy luật thì, nếu đó là một cảnh xấu, thì tâm quả vốn là ngũ thức. Tiếp thọ, suy đạt hay suy xét và đăng ký phải là tâm quả bất thiện. Và gì chỉ có loại suy đạt hay suy xét thọ xả quả bất thiện tâm mới có thể sanh lên trong tâm đăng ký nếu tóc hành tâm thọ hỷ khởi lên đối với cảnh không tốt 11 danh pháp được trình bày trong bản phân loại tuy nhiên cũng có 11 danh pháp trong tâm suy đạt hay suy xét thọ xả quả thiện xem bản trình bày về hàng cảnh sắc rupa ramana Do đó, hãy ghi nhớ rằng 11 danh pháp trong bản có nghĩa là tâm suy đạt hay suy xét thọ xã quả bất thiện trên cảnh xấu và tâm suy đạt hay suy xét thọ xã quả thiện trên cảnh tốt. Nhóm tính tuệ Ban Banya 34 danh pháp trong tốt hành tâm, đăng ký tâm và trong tâm tục sinh hữu phần tâm tử của người tam nhân mà tâm tục sinh có thọ lạc đi kèm được gọi là nhóm tính tuệ cho dễ gọi ba mươi bốn danh pháp nama trama đó là mười một thức ba tâm sở tự tha anya samana mười chín tâm sở tịnh hảo sufana satarana và một tâm sở tuệ ba nhi tri tổng cộng là ba mươi bốn danh pháp giống như các sát pháp danh pháp cũng không thể sanh khởi đơn độc một mình chúng chỉ khởi lên trong các nhóm những nhóm này được gọi là pháp tương ưng sambayuta trama trong một số trường hợp chúng cũng được gọi là tổng hợp danh hay đoàn danh nama kalapa Điều tự nhiên là, các danh pháp khởi lên theo định luật về tâm Chitta Niyama, gọi là tiến trình tâm hay tâm lộ vịt Người hàm thiền muốn phân biệt danh pháp, phải phân biệt chúng theo quy luật cố nhiên của chúng. Đi đôi với sáu đối tượng có sáu lộ trình tâm, lộ nhãn môn Chakhu Vara Vithi, lộ nhĩ môn Sotavara Vithi, lộ tỷ môn gana vara vithi lộ thiệt môn jivaha vara vithi lộ thân môn kaya vara vithi và lộ ý môn manovara vithi trong sáu lộ trình tâm này sẽ dễ dàng hơn cho người hành thiền nếu họ phân biệt lộ ý môn trước vì lẽ nó có ít loại tâm lộ trong đó trong số các tâm lộ ý môn đối với hành giả tu thiền chỉ thì bắt đầu với việc phân biệt các danh pháp của thiền chứng. Nghĩa là thiền chi và các danh pháp phối hợp trong bậc thiền mình chứng sẽ dễ dàng hơn. Lý do là vì hành giả đã quán được các thiền chi ở giai đoạn tu thiền định rồi. Hàng cảnh pháp, ý môn lộ trình tâm nhập thiền xin xem biểu đồ ma bằng manuvara vajana nghĩa là ý môn hướng tâm tâm hướng về đối tượng như tợ tướng hơi thở anapana batifaga nimitta pa bằng parikama nghĩa là chuẩn bị kama vachara Mahakusala Javana Chitta, nghĩa là tốc hành tâm đại thiện dục giới này thực hiện nhiệm vụ mở đầu như hơi thở vô, hơi thở ra, dần dân, để cho các tốc hành tâm thiền Jahana Javana sanh lên. U bằng Upachara, nghĩa là cận hành, Mahakusala Javana Chitta, nghĩa là tốc hành tâm đại thiện này rất gần với tốc hành tâm thiền nu bằng anuloma nghĩa là thuận thứ tâm này vừa thuận với tâm trước và thuận với tâm tiếp go bằng gotrafu nghĩa là chuyển tánh maha kusala javana Chitta này các đức dòng dục giới ra bằng rahana javana nghĩa là tốc hành tâm thiền bằng ruba vachakra kusala javana Chitta. Hoặc Aru chakra Kusala Javanachitta Nghĩa là tốc hành tâm thiện sát giới Hoặc tốc hành tâm thiện vô sát giới Lưu ý, trong việc quán các danh pháp Người hành thiền không thể biết Những khái niệm về tên gọi như Tâm chuẩn bị Parikama Cẩn hành Upachara Thuận thứ Anuluma Chuyển tánh Gautapu hành giả chỉ biết nó xảy ra như những tốc hành tâm mà thôi. Những tâm chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh này chỉ là những tốc hành tâm đại thiện Mahakusala Ravana đối với hàng phàm nhân hay các bậc thánh hữu học như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Ana Hàm. Đối với vị A-La-Hán thì những tâm đó là những tốc hành tâm đại duy tác Mahakiriya Ravana. Đối với những hành giả với tuệ nhạy bén thì chỉ có cận hành, thuận thứ, chuyển tánh xảy ra, chứ không có những tốc hành tâm chuẩn bị. Một hành giả sư cư muốn phân biệt các danh pháp này thì nên nhập vào bậc thiền nào mà mình muốn phân biệt. Rồi sau khi đã xuất khỏi thiền đó, bắt đầu phân biệt các thiền chi. Bằng minh soát trí hành giả có thể thấy sự sanh khởi của những thiền chi này cùng nhau trong từng sát na tâm và nối tiếp nhau rất nhiều lần. Nếu thành công, hãy phân biệt tất cả các pháp tương ưng thiền Rahana Sambayutta Trama này dần dần từng pháp một trong từng sát na tâm theo một trong ba cách phân biệt danh pháp. Đó là hoặc bắt đầu giới thức, hoặc bắt đầu giới thọ, hoặc bắt đầu với xúc. Đối với những người đã có một vốn kiến thức căn bản về di diệu pháp, thì có thể sẽ phân biệt được đến mức độ này. Nhưng chúng tôi thấy rằng nó sẽ là rất khó hiểu đối với những ai chỉ có chút ít kiến thức căn bản về di diệu pháp. Do đó, đối với ai trí còn yếu, thì 34 danh pháp của sơ thiền lây tợ tướng hơi thở làm đối tượng được nhắc lại lần nữa nữa nữa